Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, thì như anh em có thể thấy là tôi đang đứng ở trên cái máy farm giám hộ biển của tôi đây. Đấy. Và chúng nó hơi ồn. Là tôi sẽ phải sử dụng nó đã ha. Thì như anh em nào chưa biết ấy, đó là trong buổi trước là tôi đã xây được cái máy farm giám hộ biển. Nó cực kỳ đồ sộ luôn anh em ạ, và nó rất là cao và tốn cực kỳ nhiều đá của tôi. Đấy, cá tuyết sống không cần đâu, mình lấy cá tuyết chín mình ăn thôi. Đấy, rồi cho vài con. Rồi. Ok anh em ạ. Đây, anh em có thể thấy là cái rương ấy đây. Cái rương farm đây, farm được rất là nhiều mấy cái mảnh này. Mấy cái mảnh lăng trụ biển và tinh thể lăng trụ biển này là sau này là mình làm được cái gạch lăng trụ biển và cái lăng trụ biển này nhá. Anh em nhìn cái màu của nó rất là đẹp đúng không? Đấy, sau này mình xây những cái công trình mà dưới biển ấy, mình dùng mấy cái này đẹp lắm. Nhưng mà tôi nói thật là thực ra là tôi xây cái máy farm này này là 60-70% là bởi vì là nó farm XP. Anh em thấy là bọn này đánh nó là chúng nó cho mình rất là nhiều kinh nghiệm đúng không? Hả? Thì nó sẽ giúp mình sửa đồ cực kỳ tốt anh em ạ. Bởi vì là tất cả đồ của tôi là đều có khảm sửa chữa rồi mà. Hả? Khảm sửa chữa là ăn kinh nghiệm vào là nó sẽ sửa lại đồ cho mình đấy. Đấy. Chứ chủ yếu là tôi cần XP rồi chứ tôi không có cần nhiều mấy cái cá chín và mấy cái mảnh lăng trụ các thứ lắm. Hả? Ok, thì nếu mà anh em mà để ý chắc là anh em cũng đã thấy là tôi đã xây thêm một cái đường ở đây đúng không? À, đường này là đường để mình đi xuống đấy. À, đây này. À, nếu mình cứ đi thẳng xuống cái đường này là chốc nữa là mình sẽ xuống bên dưới đấy. Và thỉnh thoảng là nó sẽ có vài con cá anh em ạ. Để cẩn thận chứ không có nó đẩy mình ra đấy. Đây, à, cái đường mình đi xuống đây. Anh em thấy tôi xây quy mô không? À, rồi. Úi giời ơi, úi chết cha rồi. Ủa anh em ơi, phải trốn đi anh em ạ, chứ không là bắn chết đấy. À, thỉnh thoảng là nó sẽ có một vài tai nạn như vậy ha. À, một vài tai nạn là mình sẽ rơi ra khỏi cái đường mình đi. Đấy, và mình phải bắt chân lên cổ mà chạy chứ không là mình sẽ toang. Ok anh em ạ, thì tôi phải nói thật với anh em là tôi sau cái buổi trước ấy là tôi đã nhận ra là cái gua hardcore 1000 năm này của tôi xây nhiều máy farm quá. 7-8 cái máy farm rồi. Nhiều quá. Mà tôi chả xây mấy cái gì cho đẹp đẹp tí đúng không? Phải xây mấy cái gì cho nó kiểu là nông trại một tí chứ. Bởi vì là cũng có nhiều anh em cũng bảo với tôi là cái nhà tôi xây ở sa mạc trông nó chết chóc quá. Đó. Thế nên là tôi quyết định ở trong tập hôm nay tôi sẽ biến hết cái vùng đất ở xung quanh nhà tôi thành những cái vùng đất nó có cỏ anh em ạ. À. Và tôi sẽ xây thêm một cái nữa rất là đẹp, đó là cái cối xay gió anh em nhá. Hôm nay là chúng ta sẽ cải thiện cái ngôi nhà của chúng ta để làm cho nó sinh động hơn đúng không? Nó sống động hơn chứ trông chết chóc quá. Ok anh em nhá, nhưng mà trước tiên ấy là tôi cần phải cất đồ đã. Cần cất đồ đã. Ok anh em, thì trước khi mà vào video thì anh em đừng quên like và subscribe cho tôi nhá. Nó free mà, nhưng mà anh em làm vậy là anh em ủng hộ tôi cực kỳ nhiều. Cực kỳ cảm ơn anh em luôn. Ok thì đây, có một cái vấn đề nó hơi nan giải một tí. Đó là về cái em ngựa này. Bây giờ mà muốn đưa em ngựa về nhà là mình phải đưa em ấy vào trong địa ngục, rồi đưa em ấy lên trên tóc địa ngục. Mà để đưa em ấy lên trên nóc địa ngục là em ấy to lắm, thì có một ô thì không đưa lên được anh em ạ. Là chúng ta phải phá thêm một vài ô nữa ở trên nóc ấy đấy, phải làm rộng cái nóc ra thì mới đưa em ấy lên được. Đó thì nó hơi rắc rối. Thì tôi nghĩ là chắc là để buổi sau là tôi sẽ phá nóc địa ngục và tôi đưa em ngựa về nhà. À, còn buổi hôm nay là chúng ta chỉ có xây trang trại và cái cối xay gió thôi. À, ok thì đầu tiên là tôi cần phải dọn đồ đã anh em ạ. Và sau đó là tôi sẽ về nhà luôn. Ok em đợi tôi chút nhá. Ok anh em ơi, thì sau vài phút chạy trong địa ngục cuối cùng tôi cũng đã về nhà ở đây. Và tôi cũng đã dọn đồ rồi anh em ạ. Đó, tôi dọn hết cái đống đồ bừa bộn rồi. Tôi phải nói thật là mấy cái rương mà để ở cái lâu đài ấy, nó nhiều cái đồ lung tung quá. Đá rồi thì tảo bẹ rồi thì các thứ nó nhiều quá. Nên là tôi chỉ mang những cái đồ quan trọng về thôi. Mang kim cương rồi ngọc lục bảo các thứ về đây. Rồi cái khối redstone này à, tôi mang hết cả 4 khối về rồi. À, ok thì nãy là tôi cũng đã có làm thêm cái giường rồi. Bởi vì là cái giường hồi trước là cái lúc mà tôi xây là chẳng may tôi làm rơi xuống ấy là mất luôn rồi. À, làm thêm cái giường rồi. À, ok anh em ạ. Thì bây giờ ấy là chúng ta sẽ đi lên trên này. À, tôi sẽ xây cái cối xay gió nó ở trên cao này để nhìn cho rõ chứ đúng không, mình xây nó ở bên dưới trông nó không đẹp đúng không, mình phải xây nó ở đây. À, và thật ra là tôi thấy cái ngôi nhà này này hơi chắn,
nên là tôi sẽ phải phá ngôi nhà đi. À, để phá ngôi nhà đi, sau đó là tôi sẽ xây cái cối xe gió nó vào chỗ này anh em ạ. Ok anh em ạ, thì như anh em có thể thấy là tôi đã phá cái chỗ này rồi. À, và bây giờ là tôi sẽ đi chuẩn bị đồ. Ok anh em ơi, tôi đã chuẩn bị xong hết đồ ở đây. Và hiện tại là tôi đang đứng ở cái chuồng thú của tôi đây. Đây, thì anh em có thể thấy là mấy cái khối đất của tôi nó đã mọc cỏ đây rồi đấy đúng không? Đây, ngoại trừ một vài khối này thì là bị bọn bò, bọn cừu nó ăn đấy. Thì thực ra thì anh em muốn làm cho các khối đất nó mọc cỏ thì dễ lắm. Anh em có cái cuốc có độ mềm mại này, hoặc là xẻng hoặc là rìu nhé. Nói chung là cứ phải có cái khảm độ mềm mại. Anh em phá một cục đi. Đấy, là anh em được cái khối cỏ này. Đấy, phá một cục cỏ đi nhá. Đấy, xong anh em đặt cái khối cỏ này đặt cùng với các cái khối đất đó, thì cỏ tới khối đấy nó sẽ lan qua cái khối bên cạnh đó, và nó làm cho tất cả đều mọc cỏ lên. Đấy, nó là như vậy thôi anh em ạ. Đấy, bây giờ thì trông cái chuồng của tôi nó mới đúng là chuồng chứ đúng không, chứ mà trước thì trông toàn đất tôi chả có cỏ gì ha. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi lên và xây cái cối xay gió thôi anh em ạ. Tôi đã chuẩn bị hết đồ rồi. Nói chung là chuẩn bị đồ xây cối xay gió thì nó ít đồ hơn là cái máy farm đá và máy farm quái vật của tôi anh em ạ. Đây là ít đồ. Đấy, có bằng này thôi, cũng tiện lắm. Chúng ta cầm hết ra tay luôn đi anh em ạ. Để chốc nữa chúng ta đỡ phải kiểu là đang xây thì lại phải đi xuống để lấy đồ đúng không? Đó, cầm hết luôn. Rồi, ok, khá là tiện. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc chúng ta xây cái nền trước em nhá. Xây cái... ôi, có mèo kìa, ôi rồi. Đây là con mèo xám à? Ôi, xinh nhỏ, mà thôi kệ đi anh em ạ. Đây, đã xây cái nền trước thì tôi... đây, tôi sẽ xây nó ở đúng giữa tí nhỉ. Đấy, là 5x5 anh em nhá. 5x5 3 ô này này, để tôi mở rộng qua bên này đi. Rồi, xong này phá cái này đi. 3 ô. Đấy, chúng ta sẽ đào cái nền, sau đó là chúng ta lấp đá vào. Nền là sẽ là nền đá anh em nhá. Đây, nhưng mà cái đá này là mình phải nung đá quậy nhá. Đây này, cái này là đúng cái đá luôn này ha. Đấy, đây là nền phải đá này. Ok chưa? Đấy, rồi, sau đó chúng ta sẽ đào thêm một cục ở đây. Úi dồi, đào mất hai cục rồi, để tôi ha. Ok, sau khi thế này rồi chúng ta sẽ dùng đến cái thân cây sồi sẫm anh em ạ. Thực ra là họ hay dùng cái thân cây vân sam thật, nhưng mà tôi không nhớ cái rừng vân sam của tôi ở đâu. Thì theo như tôi nhớ là đấy, thì theo như tôi hay kiểm tra mấy cái rừng của tôi ấy, là tôi thấy là tôi có hạt giống vân sam, nhưng mà tôi không biết là tôi lấy nó ở đâu, bởi vì là tôi nhớ là từ đầu tôi chơi Ego này đến giờ tôi làm gì có gặp cái rừng vân sam nhỉ. Thế hay là tôi gặp rồi mà tôi quên, nhưng mà cái trí nhớ tôi tồi lắm anh em ạ. Thôi kệ đi, mình dùng cái thân cây sồi sẫm cũng được, cũng đẹp mà đúng không? Đấy, sau khi mình xây cái này xong nhá, chúng ta sẽ xây lên 3 ô các bạn. 1, 2, 3. À, đây, cái bên này cũng vậy. À, cả 4 bên nó đều vậy các bạn. Sau đó là chúng ta sẽ xây đến cửa đấy. Xây đến cửa và xây đến cái cửa sổ. Ô, chết rồi, hết gỗ rồi. Rồi, sau khi tới đây rồi là mình sẽ dùng đá. À, mình chưa dùng đá đâu. Chứ mình sẽ nối các cái này lại với nhau. Ô, chết rồi. Cái này cái này chưa đủ đúng không? Rồi, đúng rồi, mình nối các cái này lại với nhau anh em ạ. Đấy, mình sẽ nối lại như vậy. Nối các cái mái lại với nhau. Rồi. Tối rồi, chắc tôi phải đi ngủ cái anh em ạ, chứ không Phantom nó ra đấy. Để tôi đi ngủ cái đã nhỉ. Đi ngủ cái để mình nhìn trời sao đúng không? Sau khi mình xây xong các cái mái lại với nhau như vậy là đến giờ là mình sẽ xây cửa anh em nhá. Đây, tôi sẽ xuống và tôi xây cửa cho anh em. Thì xây cửa là đầu tiên là đặt cái cửa ra. Đây. Đấy. Xong rồi mình đặt đá ra. Thì cái kiểu xây cửa này khá là hay anh em nhá. Đây, tôi cho anh em xem. Mình đặt như này. Đấy, ôi. Ơ. Thế nhà tôi đặt nhầm cái đúng không? Đúng rồi, phải đặt là đặt cái stair ấy. Á, mình đặt cái thang. Đây, bên này thì mình cũng chắn hai bên này này. Đặt thế này. Xong là ở giữa là mình dùng hàng rào gỗ sồi anh em nhá. Đấy, chắn hàng rào gỗ sồi ra. Bây giờ tôi thấy người ta xây xây cửa sổ, người ta không còn dùng thủy tinh nữa, mà người ta hay dùng cái hàng rào gỗ sồi.
Tôi thấy là xây bằng cái hàng rào gỗ sồi nó cũng đẹp hơn mà đúng không nhỉ? Đấy, xong rồi. Ok, sau khi mà xong cái này các em nhá, chúng ta sẽ đi lên trên mái và chúng ta xây trên mái. Đấy, tôi dùng lớp tôi đi lên. Đấy, cái thang của tôi đấy. Ủa ơi, cái cha cái giày của tôi hả? Trời ơi. Rồi, kệ đi, đợi một lúc là nó hết đây mà. Đấy, xong chúng ta sẽ dùng đến cầu thang gỗ sồi sấp này. Ta xây cái này. Đấy. Rồi. Ở bốn bên chúng ta đều làm cái này anh em nhá. Sau đó là chúng ta sẽ trang trí cho nó một chút bằng các cái nút đá anh em ạ. Đây, các cái nút đá đây. Ui, cá của tôi. Rồi, mình đã xây cái này. Đấy, mình đặt nó vào như vậy. Hiện tại là tôi đang đứng ở bên trên nên anh em chắc anh em nhìn thấy mấy cái nút đá này nó cũng không có giúp gì nhiều đúng không? Nhưng mà chốc nữa xuống thì trông có đẹp lắm. Kiểu là các cái nút đá này nó thêm họa tiết cho cái xây gió của mình có đẹp lắm. Đấy, 4 cái, à 8 cái ở 4 phía nhỉ. Sau khi xong cái này nhá, là chúng ta sẽ xây cái này các bạn. Xây vào các bạn đây. Sau đó là chúng ta cần đến thân cây. Thân cây sồi sẫm. Đó, một cái lên như vậy. Chúng ta làm vậy với cả 4 cái các bạn. Cái này là mình đang xây cho nó cao lên đấy. Xây nó cao lên để còn có cái chỗ để cái quạt chứ đúng không. Để cối xây gió thì nó có mấy quạt cực to mà. Rồi, sau khi xong cái này anh em nhá, là bây giờ là mỗi cái khối này á, là mình xây lên thêm 8 ô. 1 này, 2. Ok các em, tôi đã xây nó lên đúng 8 ô ở đây các em. Á, sau khi mình xây xong này là bây giờ là mình xuống. Úi giời. Á, rồi, sau khi mình xuống cái này anh em nhá, là bây giờ là chúng ta sẽ cùng xây về một phía. Thì cả bốn phía này đều như nhau thôi, nên là tôi sẽ xây về một phía trước. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta xây tường cho cái này. Xây tường cho cái này ấy, thì anh em sẽ dùng đến cái ván gỗ sồi. Ván gỗ sồi anh em xây cái này nhá. Đó, phá cái này đi. Hai cái ra. Hai tầng. Nhưng mà tầng thứ hai là chúng ta sẽ để cái cầu thang gỗ sồi anh em nhá. Đấy, cầu thang gỗ sồi. Sau đó là mình sẽ xây lên thêm 3 ô. 1, 2, 3. Và cái tầng thứ tư. À đây, cái tầng thứ tư này đó. Là mình sẽ chắn ngang qua. À, ok cho anh em. Ở giữa này là mình sẽ dùng thủy tinh nhá. Đấy, dùng các tấm kính đấy. 3 tấm kính. Rồi, sau khi mình xong cái này là mình sẽ dùng đến cái cửa sập gỗ vân. Nhưng mà tôi thật là cái gỗ vân xa này tôi hơi ít, thế nên là tôi không có đủ cái cửa sập gỗ vân xa anh em ạ. Nên là tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ phải có một buổi để tôi đi tìm thêm anh em nhở, đi tìm thêm gỗ vân xa mình làm cái cửa sập rồi mình hoàn thiện nốt cái này. Nhưng mà thực ra là mình không cần thì nó cũng đẹp lắm. Đây này, không cần nó cũng đẹp lắm anh em ạ. Hình như là tôi xây hơi lại rồi, chúng ta phải xây nó lên một chút anh em nhá. Đây, đâu rồi, cái cửa sập của tôi đâu rồi. Chúng ta xây nó ở cái ô nó ngang với cái tấm phiến gỗ của tôi. Đấy. Sau đó chúng ta dùng cái hàng rào gỗ sồi, không hàng rào gỗ sồi sẫm nhá. À, hàng rào gỗ sồi sẫm chúng ta xây này. Đấy, 3 cái xuống. Ok chưa? Xong tới đây là chúng ta sẽ dùng đến cái cửa sập tiếp. Đấy, cửa sập vào đây. À, như vậy là xong rồi anh em ạ. À, quên mất, chưa xong đâu. Còn cái đèn đó. Đấy, cái đèn như vậy nữa là xong đấy anh em. À, chúng ta làm tương tự như vậy với cả bốn phía kia anh em nhá. Ok anh em ơi, tôi đã xong cả bốn phía ở đây. Thì tôi phải nói thật là tôi hết cửa sập gỗ vân sam rồi, nên là tôi phải thay bằng cửa sập gỗ sồi sẫm anh em ạ. Đấy, nhưng mà nếu mà anh em mà nhìn lướt qua thì cũng không sao đâu nhỉ, bởi vì là màu của hai cái đấy nó cũng giống giống nhau đây này. À, màu của sô cô la và màu nâu nâu thì nó cũng giống giống nhau nhỉ. À, sau khi mình xong cái này các em nhá, thì tôi cần phải sửa lại cái cửa một chút. Bởi vì là nếu mà cửa ở đây này thì cái cánh quạt nó quay qua phía này thì nó không đẹp lắm, thì tôi muốn cánh quạt nó quay qua cái phía bên này này. Đấy, thì mình đi từ xa đến thì mình còn thấy cánh quạt chứ đúng không? Quay qua phía này hoặc là quay qua cái phía đằng sau ấy chứ đúng không? À, mình nhìn thì mình có biết là chỗ này chỗ nhà mình đúng không? Tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ cho nó quay ra đằng sau anh em ạ. Quay đằng sau nó mới đẹp đúng không? Thì vì là thường là kiểu là mình chạy từ xa đến ấy là mình nhìn thấy ngay cái cối xay gió to đùng hờ. Đấy, phải vậy chứ nhỉ.
Rồi, rồi tôi sẽ xây cái này vào. Đấy, xong tôi xây hàng rào vào. Đấy, tôi đổi cái cửa lên đằng trước, đổi cửa lên đây. Ai chả thì nói vậy thì tôi cần phải đấy cái này nhở, tôi cần phải đặt đá vào đây chứ, đúng rồi. Đá vào, rồi cửa vào. Đấy, xong mình lấy cái thang mình đặt vào. Ôi chết à, cái à mình có cái thang mà đúng không? Đây, để tôi phá cục đá dưới này đi anh em ạ. Rồi, đấy phá đi cho nó vuông. Rồi xây cát bình thường vào đúng không? Cát bình thường xong đá vào là được. Ok các bạn, à, tôi đã đổi được cái cửa ra đằng sau rồi. Đấy, chốc nữa mình xây cối xe gió là mình xây từ đây nó qua. À, nó qua thì mới đẹp đúng không? Ok, bây giờ tôi sẽ phải chạy lên trên. Bây giờ tôi đi lên trên tôi sẽ phải dùng nước cái này. À, dùng nước thì nó sẽ cuốn trôi đi mấy cái nút của mình đấy. Nhưng mà thôi không sao, để nào mình đặt lại mấy cái nút cũng được nhỉ, để tôi phá cái nút đi. Đấy, tôi đi lên rồi nào thì tôi đặt lại cái nút sau cũng được. Sao anh em ạ? Nhảy lên này, đặt nước này, hãy xuống đi lên. Ok anh em nhá. Thì bây giờ mình xây mái ấy, là mình cũng sẽ phải nối hai cái đầu mặn, mình cũng sẽ phải nối các cái đầu lại với nhau. À, ôi chết rồi. Nhầm. Phải đặt nó ngang đây anh em nhá, phải đặt nó ngang cái này. Đấy, đúng rồi anh em ạ, chúng ta còn phải lột cả vỏ gỗ nhá. Nhưng mà từ nãy giờ tôi xây là tôi chưa có lột vỏ gỗ. Không sao, mình xây xong hết rồi mình lột cũng được nhỉ. Xây xong hết rồi mình lột từ dưới lên cũng được. Đấy, sau khi mình xong cái này rồi là bây giờ sẽ tới cầu thang gỗ sồi sẫm anh em ạ. Đấy, xây nó ra như này. À, rồi thì đến cái phiến gỗ sồi sẫm. Phiến gỗ ngay bên cạnh. À, cái phiến gỗ bên cạnh. Rồi lại đến cầu thang. À, cứ làm như vậy với cả bốn phía anh em ạ. Đấy, cầu thang rồi lại phiến gỗ. Đấy, con sắp xong rồi. Ok anh em, sau khi là mình xong cái này rồi là bây giờ là mình sẽ xây ở bên trong. Đấy, cầu thang này như này, phiến gỗ vào đây. À, à đúng rồi, tôi quên mất, ở bên trong là mình cũng vẫn xây cái gỗ sồi sẫm anh em ạ. Rồi, bên trong nó vẫn là gỗ sồi sẫm. Đầu tôi nó hơi đáng chí tí. Rồi, đấy, vẫn là gỗ sồi sẫm thôi. Đúng rồi, mình xây như vậy anh em ạ. Sau khi mình xong tới đây rồi này là bây giờ là chúng ta sẽ cần đến cái ván gỗ sồi sẫm anh em nhá. Đấy, mình cần đến cái ván gỗ. Thì cái ván gỗ là mình đã xây cái này anh em ạ. Đấy, xây ngang qua. Đấy, xây ngang qua như vậy. Để tôi phá cái bên dưới này đi, cái bên dưới này thừa đấy. À, mình chỉ cần như này thôi. Ok chưa? Sau khi như này xong rồi nhá, là mình xây bốn cái bên cạnh là mình xây lên một cái này. Đấy, xong rồi đến cái hàng rào. Cái hàng rào thì mình dùng cái hàng rào gỗ sồi đi cho đẹp nhỉ. Đấy, mình nhìn màu cho nó rõ. Yeah. Màu cho nó. Hình như không được anh em ạ. Hình như là mình phải xây bằng cái hàng rào này đấy. Á, xây bằng cái hàng rào đấy. Bởi vì cái hàng rào gỗ sồi này chốc nữa là mình xây cánh, mình xây quạt đấy. Á, đấy, chúng ta xây bằng cái hàng rào gỗ sồi này. Ok chưa? Sau khi xong cái này anh em nhá, là mình lắp cái mái vào thôi. Đấy, xong rồi. Xong rồi. Thực ra là chúng ta còn xây lên một tí này. Đấy, xong dùng cái tường đá quậy này. À, chúng ta sẽ đứng vào đây, vào góc. Đấy, xây lên cái nữa. Xong rồi chúng ta sẽ dùng hàng rào gỗ sồi sẫm xây lên một cái. Đấy, như vậy xong đấy anh em. Đẹp chưa? Sau khi như này nhá, là mình sẽ cần đến nút đấy anh em. À, mình đập nút ở, đập nút như này để mình trang trí thêm thôi. Cái này kiểu làm thêm họa tiết thôi. À, cũng chả có gì đâu đúng không? Ồ. Nhưng mà thêm họa tiết cái này chốc xuống xem đẹp lắm. Bởi vì là anh em nhìn thử này, cái màu gỗ sồi và cái màu đá là nó đối lập nhau mà đúng không? Mình nhìn nó này khá là đẹp. Sau khi mình xong cái này rồi là mình xong cái mái ở đây anh em. Xong cái mái rồi là bây giờ là mình sẽ tới cánh quạt anh em nhá. Cánh quạt thì tôi sẽ xây cánh quạt đây đúng không? Tôi xây cánh quạt ở phía này đây đúng không? Bây giờ xây cánh quạt thì nó sẽ hơi ấy tí này. Đây, mình sẽ xây cánh quạt nó ra từ chỗ này anh em ạ. Đầu tiên là mình cần có thân cây sồi sẫm này. À, đây, đúng cái ô này anh em ạ. Mình xây ra ba cái, không thì mình xây ra 4 cái đấy. 3 ô rồi này, 4, á, à, mình lột vỏ hết đi. Ok chưa? Sau khi mình xong cái này là mình sẽ xây cánh quạt ra. Thì cánh quạt là mình xây cái này anh em nhá. 3 cái quay bên ngang cái này. À,
Xong rồi đến ba cái lên bên trên. Ui, nói chung là để xây được cái phần bên trên này là hơi khó anh em ạ, bởi vì là cái hàng rào là mình nhảy là mình không có nhảy lên được cái hàng rào mà. Đây, à, nên là tôi phải mượn một tí gỗ để tôi xây lên để tôi có chiều cao tôi xây tiếp đó. Mình xây ngang qua bên này anh em nhá. Thêm hai cái nữa này, à, sau khi thêm hai cái nữa ấy, để mình lại xây ngang tiếp anh em nhá. À, xây ngang tiếp và thêm một cái thôi. Đấy, thì là cái ô cuối là chỉ thêm một cái thôi. Ok chưa anh em? À, xong mình phá cái này đi. Đấy, mình phá cầu thang của mình đi. Sau khi xong cái này anh em nhá, là bây giờ tiếp theo là qua cái bên trái này. À, cũng xây ngang ra ba cái, ok chưa? Xong mình xây lên cái. Đấy. Rồi mình xây ngang qua hai cái. Nói chung là cái này dễ mà, vì cái này nó đều có quy luật đấy mà anh em. Anh em học thuộc cái này dễ lắm. Đấy, xong chưa? À, mình đã xong hai cánh quạt rồi đấy. Đây, một cái đây, một cái ở đây, ok chưa? Sau khi mình xong cái này là bây giờ là mình cần phải xuống bên dưới mình xây anh em ạ. Đấy, nhưng mà đầu tiên tôi đi ngủ cái đã. Đi ngủ cái chứ không Skeleton với Gripper ra nó hỏi thăm đấy. Hỏi thăm sao cuối xe gió đẹp thế là được toang đấy. Đấy, ăn cái gì vậy? Ăn cái, đói quá. Đấy, mình xong hai cái rồi. Bây giờ tôi sẽ phải xây lên. Đây, để tôi dùng cái đá để xây lên đi. Hả? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xây cái cánh quạt ở phía bên dưới. Quạt phía bên dưới là mình xây cái này anh em nhé. Đây, từ từ, để nó vẫn chưa đủ tầm. Xuống ba ô. Rồi, xong ngang qua cái. Đào cái này đi. Xuống 2 ô. Xuống 2 ô, xong ngang qua cái rồi lại. À đây đây, phải ngang qua bên này chứ. Đấy, xong xuống 1 ô nữa. Đấy, xong rồi. Mình xong thêm mấy cánh quạt nữa rồi đấy anh em. À, bây giờ mình nốt cái cánh quạt ở phía bên phải thôi là xong rồi đấy. Sau khi mình xong cái cánh quạt này ấy, thì anh em nhìn này, cánh quạt bằng gỗ làm sao mà được đúng không? Cánh quạt bằng gỗ là không được. Vậy nên là chúng ta sẽ lắp thêm bông vào cho nó anh em ạ. Nên là anh em mới thấy là tôi có nhiều len cừu là bởi vì là lý do như vậy đấy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ dùng len cừu để chúng ta lắp vào. Thì len cừu mới lắp này anh em nhá. Đấy, đặt len cừu chứ vì sao cứ lắp ok, nó có như máy móc ấy. À, phá đi anh em mới được không đấy, đẹp không? Đây, bên này cũng vậy anh em nhá. Bên này là anh em sẽ đặt len cừu từ bên này này đấy. Đấy, ngang qua, ngang qua đây để tôi lên cao tí rồi đặt. Mình làm như vậy với cả mấy cái kia nữa là được. Đây, mấy cái này thì xây lên cao luôn nhỉ. Để tôi nhảy qua. Rồi, chúng ta sẽ đặt à, từ từ cho tôi xem thử cái này không nào. Cái này là mình đặt bên dưới này đúng không? À đâu, cái này mình đặt bên trên. À đúng rồi, nếu vậy là cái này là mình cũng đặt bên trên đây các bạn. Đây, đấy, cũng đặt như vậy. Đúng rồi, tôi nhớ đúng rồi. Ủa, tôi vui quá. Tôi vui quá, cuối cùng cái đầu óc của tôi nó cũng có thể nhớ được một vài cái gì đó nó hoàn chỉnh đó. À, sau khi mình xong cái này, mình xây nốt lên bên này được anh em ạ. Đấy, bên này tôi phải xây nốt gỗ qua bên này để tôi có cái hướng cho xây. Đấy, à chết cha. Đây, cao cao lên tí. Ok, chúng ta đã xong được cái cối xe gió ở đây anh em. Anh em thấy sao? Khá là nhanh đúng không? Khá là nhanh, đẹp lắm. Đây này, tôi xuống cho anh em xem, đẹp lắm. Đẹp mê ly. Đẹp mê ly, từ từ á. Tôi lấy cái nút ra đã. Đây rồi, tôi đang cầm cái nút đây rồi, tôi phải đặt lại cái nút vào đây chứ. Đấy, đây, tôi đứng xa xa ra cho anh em xem, đẹp mê ly luôn anh em ạ. Đơn giản mà đẹp mê ly. Đấy, úi dồi, anh em thấy sao? Anh em thấy sao? Được không? Quá được anh em nhỉ? À đúng rồi, chúng ta dùng đến, chúng ta cần cái chắp đo này nữa anh em nhé. Chúng ta đặt cái chắp đo trên kia nữa là được. Đó. Sau khi mình xong cái này ấy, là chúng ta sẽ tới cái phần mà trang trí ở bên trong. Nhưng mà tôi nói thật là cái phần trang trí ở bên trong thì tôi xin phép anh em là được cho tôi khi nào tôi apply là tôi trang trí bên trong nhá. Tại vì là thường tôi trang trí ở trong nhà là tôi suy nghĩ lâu lắm. Và tôi suy nghĩ lâu thì tôi lại không nói cái gì ấy. Nên là xin phép anh em là để nào tôi apply tôi trang trí sau anh em nhá. Đấy, chúng ta xong cái cối xe gió rồi. Quá đẹp. Đấy. Sau khi mình xong cái này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng biến cái vùng đất khô cằn này thành một vùng đất mà có sức sống nhá. Nó giống như trong cái chuồng anh kìa.
Đấy, tôi đã tính rồi, đó là tôi sẽ đi tôi đào rất là nhiều đất. Và tôi đi tôi lấp hết đất vào tất cả những cái chỗ cát xung quanh nhà mình này. À, thì ít ra thì cũng phải lấp bể trông như nó có sức sống chứ đúng không? Ok thì bây giờ tôi sẽ đi đào đất đây anh em ạ. À, và tôi sẽ đào rất là nhiều cái kìa, để cái chỗ đất kìa. À, tôi đi đào chỗ đấy. Ok anh em ơi. Chơi anh em có thể thấy là tôi đã đào ha. Đào lòi cả xương của cái mỏm đất này ra rồi. Đây. Đào lộ cả đá ra bên trong luôn rồi anh em ạ. Đấy. Đào rất là nhiều đây. Đây là toàn bộ số đất mà tôi có được đây. Bây giờ là chúng ta cùng bắt đầu thay hết tất cả số cát này thành đất anh em nhá. Đây thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu như này anh em ạ. Và đầu tiên là đây, chúng ta bắt đầu từ cái ngôi nhà của chúng ta trước nhá. Đó, từ ngôi nhà của chúng ta và chúng ta lan ra. Phá một cục, xong ấn chuột phải và nó đặt ra một cục à. Đấy, mình cứ làm như vậy thôi anh em ạ. Đấy. Ok anh em ơi, tôi đã lấp hết tất cả cái số đất mà tôi đào được vào rồi đấy anh em ạ. Đấy, anh em thấy nó đã gọi là khác biệt chưa ấy. Trông nó cũng gọi là có thêm tí sức sống rồi nhỉ. Đây, để tôi xuống tôi cho anh em xem cái số cát mà tôi đào được. Rất là nhiều luôn anh em ạ. Đây, đấy, rất là nhiều cát anh em ạ. Anh em có thể thấy là cái xẻng của tôi nó sắp hỏng luôn rồi này. Xẻng có chậm hỏng 3 mà cũng sắp hỏng luôn rồi đấy. Đây thì chắc chắn là anh em cũng nhìn thấy đó là mấy cái màu đất ở đây nó bị màu xanh nó hơi mà đậm đậm đi tí đúng không? Bởi vì là cái vùng này là vùng sa mạc nên là trông cái màu xanh này nó hơi khô héo. Nên là trông nói chung là nó vẫn chưa có thêm được nhiều sức sống đúng không? Đấy, ok các em ạ. Thì bây giờ đã tới đây, đã tới giờ phút chúng ta sẽ trồng cây các em nhá. Trồng cây thôi. Ok, thì trước khi trồng cây ấy, chúng ta phải đi lấy cái cuốc. Lấy cái cuốc từ anh làm dụng cụ. Wow, trồng cây nó mới có sức sống chứ. À, đổi cái cuốc kim cương từ anh làm dụng cụ anh em ạ. Sau đó là chúng ta sẽ biến những cái mảnh đất ở xung quanh đây thành những cái ruộng rất là đẹp anh em ạ. Đâu rồi, đầu tiên ấy là mình cần phải đổi với anh này để mình lấy ngọc đã. Đâu cả anh mà anh ấy làm cái cuốc đào đất đâu ấy nhở? Có phải anh không? Anh ấy là anh ấy này. Cái anh làm cuốc đào đất cơ. Anh ấy à? Ồ, trong mấy anh làm dụng cụ của tôi lại không có anh nào làm cái cuốc đào đất anh em ạ. Thôi, không có thì thôi. Anh em nhở? Không có thì thôi, không cần. Tôi đi về tôi tự craft anh em ạ. Tôi có 38 viên kim cương mà. Nếu mà anh em nào còn nhớ thì trong buổi trước hay là trong buổi nào ấy ha, tôi đã đi loot được 4 viên kim cương. Tôi để ở cái chỗ lâu đài đây và tôi đã mang về. Đấy, bây giờ kim cương tôi có tận 38 cơ, nhiều lắm. Lấy cái gậy ra làm nhỉ, mình giàu mà. Đấy, làm luôn đi cuốc. Cuốc kim cương luôn anh em ạ. Đấy, rồi, xong rồi. Chúng ta bắt đầu đi cuốc đất và trồng cây thôi anh em ạ. Ok anh em ơi, tôi chạy xung quanh nhà và tôi đào lô chỗ để tôi để nước đấy anh em. Bởi vì là ruộng là cần phải có nước mà đúng không, thì nó mới sống được. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vừa đi cào đất, vừa đi trồng cây và vừa đi lấp mấy cái phiến gỗ nó vào mấy cái nước. Đấy.
Ok Gam ơi, nhà Gam có thể thấy là tôi đã trồng hết tất cả cây của tôi vào đây Gam ạ. Tất cả những hạt giống mà tôi có luôn đấy ha. Đây để tôi lên cao cho Gam xem. Đấy anh em lại bảo là không có sự sống nữa đi ha. Ấy ui rồi. Đây. Đấy. Sự sống nhiều chưa à. Sự sống nhiều đến độ mà máy tôi nó còn hơi lắc lắc rồi này ha. Đấy. Ok các bạn, thì tôi phải nói thật với em là cái ruộng này nó quá to. Nó quá to. Nó sẽ tới một lúc kệ mà tất cả những cái hạt giống này nó đều chín lên cả. Nó chín lên cả thì hạt giống lúa nó vàng, còn cái hạt giống rau dền nó đỏ ấy. Thì cái lúc ấy thì trông nó một màu lắm, thì nó sẽ không đẹp như này đâu. À, vậy nên là tôi cần một thằng mà nó sẽ cai quản cái khu nông trại này của tôi anh em ạ. Nên là tôi sẽ phải mang một vài anh dân lên để cho anh ấy chăm sóc những cái cây cho mình chứ đúng không? Đó. Nhưng mà bây giờ mang lên là zombie ra rất là nguy hiểm. Đó, rất là nguy hiểm đấy các bạn. Zombie skeleton nó giết dân của mình đấy. Đó. Vậy nên là bây giờ ấy tôi sẽ xây một bức tường để tôi chắn, để tôi bảo vệ cái khu ruộng này của tôi anh em ạ. Đó. Và sau đó tôi sẽ đưa những anh dân làng lên. Đấy, bây giờ tôi sẽ xây một bức tường anh em ạ. Thì tôi đã có nghĩ qua về cái họa tiết mà tôi đã xây bức tường nó như thế nào rồi. Chúng ta sẽ dùng cát kết và dùng đá cuội thôi. Mình dùng những cái đồ mà mình đã có sẵn rồi ấy, nó tiện. Đó. Chứ bây giờ mà đi kiếm thêm các cái đồ mới nó lâu rồi. Đấy ha. Đôi khi là mình dẫm hỏng ruộng là nó bị vậy đây các bạn, nhưng mà không sao, kệ đi. Đấy, đây. Cái máy phăm đá của tôi đây. Đấy, bây giờ anh em thấy cái máy phăm đá của tôi lợi chưa? Đấy, anh em lại bảo là tôi xây máy phăm đá lại không được tích sự gì đi. Hơ. Anh em thấy có lợi chưa? Hơ, quá lợi. Đây, chúng ta sẽ làm hàng rào đá anh em ạ. Đây đây, để tôi đánh vào đây cái, tôi đánh vào đây chiếc tường. Đấy, tường rồi mình ấy ra cái là nó ra luôn đây này. Đấy, ui dồi ôi, còn đúng tường nghe mày. Ê. Thì tôi rào chắn lại, nó không phải là tôi rào cả cái base của chúng ta lại anh em nhá. Bởi vì là sau này là chúng ta còn xây rộng ra nữa cơ mà. Nên là tôi sẽ chỉ rào cái ruộng này thôi. Đấy, thì rào đơn giản là nó như này anh em nhá. Đây, tôi sẽ rào đúng cái phần ruộng này thôi. À, đấy, xong mình kéo qua. Thì ở giữa hai cái bức tường đá này này, à, tôi sẽ để hai cái cục cát kết, hả? Đấy, hai cục cát kết, rồi lại đến ba cái tường đá. Đấy, cứ như vậy xây thôi anh em ạ. Ok em ơi, tôi đã xây tới cái chỗ tường này rồi đây. Và nó cũng tối luôn rồi ha. Và cái đoạn này thì nó bị lên đồi nên là nó hơi khó. Nên là tôi nghĩ chắc là đoạn này là tôi sẽ phải vừa nghĩ vừa xây anh em ạ. Ok anh em ạ, khi nào tôi xây xong tôi sẽ quay lại với anh em nhé. Ok anh em ơi, tôi đã hoàn thành cái bức tường đá để bao xung quanh cái nông trại của tôi đây. Đấy, quá đẹp. Đây và tôi tiện là tôi xây luôn cái cổng đây. Đấy, anh em thấy cái cổng đẹp không? Đấy, cổng của chúng đơn giản thôi mà. Anh em xây vài cột lên rồi anh em dùng mấy cái tấm slab rồi anh em che, rồi anh em đặt cái đèn vào giữa. Xây thêm một vài cái cổng này vào. Đơn giản anh em nhỉ? Đây anh em ạ, thì cái hàng rào nó có một cái nó bị lên, nó có một cái nó bị xuống ấy, là bởi vì là hàng rào nó đứng cạnh cái tường đá đấy, thế nên là nó mới bị trúng xuống đấy. Thì anh em không tin thì anh em cứ thử xem ấy, nói chung là nó cũng khá là hay, nó là một kiểu trang trí khá là đẹp đấy các em nhỉ. Xong rồi, bây giờ chúng ta cùng xuống và đưa dân lên anh em ạ. Đây thì như anh em có thể thấy đó là ruộng của tôi chín khá là nhiều rồi đấy, anh em thấy không? Nó đỏ chóe như lên như thế này thì trông nó cũng hơi chết chóc đúng không? Kiểu là không có ai gặt hái ấy. Đấy.
nên là chúng ta phải đưa mấy anh dân lên để mấy anh ấy thu hoạch hộ mình chứ. Đấy, đây cái chỗ đây của mình đây. Đấy, mình xây kín mít như thế này, mình xây ruộng cây cái thứ rậm rạp, nên là mình nhìn cái này nó hơi khó nhỉ. Nhưng mà tôi nhớ cái vị trí của nó là nó nằm ở đằng cuối cái tường thôi, nên là rồi đi xuống rồi. À đúng rồi, tôi có cái thang này. À thì cái chỗ này thì tôi đào đất rồi nên là tôi không để được cái thang vào, thì tôi bới cái đất lên rồi. Rồi các anh dân, dậy các anh ấy. Từ từ anh ạ. Dậy đây 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 đây. Đấy. Thêm đùa các anh thôi, em còn chưa xây đường cho các anh đi lên mà. Thôi bây giờ tôi sẽ xây đường cho các anh đi lên anh em ạ. Thì tôi thật với anh em ấy, là hồi xưa tôi nhốt mấy anh ấy vào ấy là bởi vì tôi sợ zombie thôi. Anh nhỉ? Thế còn giờ ấy là tôi sợ quái gì zombie. Đấy, bây giờ là tôi có chỗ đấy tôi ngon rồi. Đấy, thế nhưng mà cái chỗ này thì nó sẽ bị vướng cái đất của tôi thì không sao, thì nó bị vướng vào cái ruộng. Mà không sao đâu, mình phá đi hai ô ruộng để cho các anh ấy đi lên là được nhỉ. Đấy, phá đi ba ô ruộng đi. Đấy, cho các anh ấy đi lên. Đi lên đây các anh ấy. Các anh ấy tự do rồi. Freedom rồi các anh ấy. Để tôi treo cái đèn vào. Vậy. Treo vào đây đi. Đấy. Treo vào đây thì các anh có đi được không nhỉ? Được anh, ngon. Rồi. Để tôi ngủ cùng các anh ấy để cho buổi sáng các anh ấy dậy và các anh ấy lên thì các anh ấy thưởng thức cái ruộng của tôi các bạn hơ. Ruộng quá mát mẻ mà. À. Rồi. Các anh đi lên thăm thú đi các anh. Đúng rồi, đi lên đi. Đấy. Chồng các anh ấy có vẻ tò mò các em ạ. Bao nhiêu lâu rồi các anh mới được ra ngoài ấy, khổ thân các anh. Sao? Các anh thấy sao? Ở đâu rồi? Anh thấy sao? Anh vừa lên mà anh dẫm hỏng ruộng của tôi rồi. Không sao anh em ạ. Thì tôi đã tính rồi. Cái ruộng là bị hỏng ấy. Tôi dùng cái xẻng tôi múc vào phát. À. Không được à? Không sao anh em ạ, không sao. Cái ruộng nó hỏng thì nó cũng đẹp mà đúng không? Thì nó cũng có phần độc đáo hơn vậy. Đó. Ok anh em ạ. Thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Tôi đã hoàn thành được cái mong ước từ lâu của tôi, đó là biến cái nhà của tôi, biến mọi thứ xung quanh nhà của tôi trở thành ruộng anh em ạ, và trông nó rất là đẹp. Đó. Và những anh dân này là những anh ấy sẽ cai quản cái ruộng này cho tôi. Anh nhỉ? Anh farmer nhỉ? Đấy, cái anh này là anh ấy sẽ đi và anh ấy thấy cái ruộng nào chín là anh ấy sẽ gặp cho mình đấy. Hả? Và anh ấy thay vào đấy là cái hạt giống mới đấy. Hả? Ok các em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem đến tận đây nhá. Cảm ơn anh em đã xem tôi xây cái cối xây gió rất là đẹp anh em nhá. Tạm biệt anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em. Yêu anh em rất là nhiều.